Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Yoga trị liệu của Phạm Hằng. Và hôm nay Hằng rất là vui lại được lên đây hướng dẫn bạn trong chương trình tập luyện này. Và bài tập hôm nay là bài tập giúp cột sống mềm dẻo, làm giảm đau lưng. Và bây giờ mời chúng ta cùng luyện tập nha. Bạn ngồi thẳng lưng, hơi xoay nhẹ cái vai ra sau rồi thả lỏng thở. Giữ cằm thẳng, đôi mắt khép lại. Xếp hai lòng bàn tay vào nhau, buông lỏng toàn bộ cơ thể, hít thở nhẹ nhàng. Hãy tập trung tâm trí vào rốn, hít thở nhẹ nhàng. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở rất thật chậm, từ từ xẹp bụng xuống. Hít hai. Thở ra nhẹ nhàng. Hít vào một hơi thật sâu xuống tận bụng của mình. Thở ra thật chậm, từ từ xẹp bụng xuống. Hai lần nữa. Hít sâu. Thở ra thật chậm. Lần cuối, hít sâu. Thở ra thật chậm, từ từ kéo rốn vào. Rồi bạn hít thở đều. Rồi, xin mời bạn từ từ mở mắt ra. Mình duỗi chân. Mình tập khởi động ở tư thế chân con rùa. Hai tay bạn cầm vào đầu gối, cầm phía ngoài đầu gối. Ba vòng, từ từ bạn rút bụng lại, đu hết người, ấn cằm, hõm cổ, thở hết ra. Hít kéo cao lồng ngực lên, ngửa cổ thở. Ba vòng, hít sâu, rút bụng lại, thở hết ra. Hít hai, kéo lên. Thở ra. Hít ba, kéo cao người lên, đẩy lồng ngực về đằng trước. Thở ra thật chậm, rút bụng lại, thở hết ra. Rồi hít thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng, thở hết ra. Duỗi dài chân, chân mở rộng mông hông. Để mình quay ở đây cho các bạn dễ nhìn nè. Hai tay đặt lên đầu gối, hít duỗi mũi chân. Thở đầy gót. Hít hai, duỗi, giữ lưng thẳng nhé. Thở đầy gót ra. Hít ba. Thở đầy. Hai tay lên, vươn dài, hít sâu, rút bụng lại, lao người về đằng trước 45 độ, thả lỏng vai, thở. Giữ nguyên ở đấy, thở hết ra. Rồi hít sâu, hạ thân người xuống, thả lỏng đỉnh đầu, thở hết ra. Rồi bạn buông lỏng này, miết cái tay theo thảm này. Hít sâu lên. Thở gập người xuống. Thở hết. Buông lỏng tay, kéo cột sống lên. Hít sâu 3 lần. Thở xuống.
hít buông lỏng kéo lên, vươn dài, thở ra gập xuống. Lần cuối lên hít sâu, thở hạ xuống cầm chân, kéo căng thở hết ra. Bạn phải đây này, đấy, giữ cái lưng thẳng và cái chân thẳng, thở hết ra. Ở tay phải cầm vào má chân trái, mở tay ra mắt nhìn theo, thả lỏng vai, thở hết ra. Bạn cảm nhận luôn này. Hít sâu vòng tay về, đổi bên chân, thở mở tay mắt nhìn theo. Bạn phải thẳng hai tay nhé, thả lỏng vai, thở hết ra. Và cảm nhận độ căng mặt sau của chân. Rồi hít về, rút cái bụng lại, thở. Rồi bạn cuộn lưng lên. Rồi hai tay lên vươn dài, hít sâu. Hai tay ôm con kiến, thả lỏng cột sống, thở hết ra. Rồi hít sâu, chống cùi trỏ, chống vuông góc nhé. Co chân lại, hít sâu lên. Thở kéo gót xuống rất chậm, không xuống đất nhé, hít lên. Cái này làm nhanh một chút, rút bụng, thở hết ra. Duỗi mũi chân, hít lên. Thở kéo gót xuống. Duỗi mũi chân, kẹ ở đây, rút cái bụng lại. Rồi, mở chân, thả lỏng, thở. Rồi, chống tay lên. Thở ra. Hai tay lên, vươn dài, hít sâu. Thở cầm chân, cầm ngón chân, kéo căng, thở hết ra. Thả lỏng cái lưng đi. Hít thả mềm người xuống, thở hết ra. Hít hai tay vươn dài. Thở vặn mình sang trái, đẩy cùi trỏ trái lên, kéo này, kéo. Thả lỏng cột sống, thở hết ra. Bạn không được nhấc mông lên nhé, cấp độ cao, để cái mông lại, không có vênh này. Hít hai tay lên vươn dài. Thở đổi bên, không được vắt quá sâu, thẳng mông thôi, đẩy cùi trỏ lên. Thả lỏng cột sống, thở hết ra. Ba vòng, hít lên vươn dài. Thở ra, kéo, kéo, cố gắng kéo tay bằng. Rồi thả lỏng cột sống, thở hết ra. Cái vận mình là giúp thải độc gan ấy nhé. Hít lên, vươn dài. Thở ra thật chậm. Thả lỏng cột sống, thở hết. Mềm người ra, thở hết đi. Bạn đẩy cùi trỏ phải lên nhé. Vòng 3, hít lên. Thở ra. Thả mềm cái chân và cái cột sống, thở hết ra. Rồi, hít lên lần cuối. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể để xuống. Hít lần cuối lên. Thở về con kiến. Thả lỏng cột sống, thở hết ra. Hai tay bạn đặt cạnh mông, đứng thẳng lên, ép bụng vào đùi, ép sâu thở hết. Hai tay ôm bắp chuối, thả lỏng đỉnh đầu. Hai tay lên vươn dài, hít sâu. Thở kéo tay xuống trước ngực. Rồi hạ tay xuống, bạn mở rộng chân ra. Rộng chân hơn hông một chút nha. Hai tay lên vươn dài, hít sâu. Thở tay phải chống hông. Hít kéo dài, nghiêng sang phải. Thả lỏng lực dồn về phía mũi tại. Thả lỏng thở. Hít góc vuông, hóp bụng lại 45 độ, kéo dài, thở ra. Bạn thẳng hai đầu gối nha. Rồi hít sâu, bạn hạ hai tay xuống. Thả lỏng, thở hết ra. Thả lỏng đỉnh đầu. Thả lỏng cuộc sống, thở hết ra.
hít, bạn nâng người lên, thở, bạn xoay cái mũi chân phải, xoay gót chân trái thành kim tự tháp, tiếp tục ép xuống, thả lỏng, thở hết ra. Hít, nâng gót chân trước, mắt nhìn ngón chân, thở hết ra. Bạn cảm nhận căng ở mặt sau chân phải nhé. Rồi hít hạ xuống, khuỵu đầu gối, xài dài gót chân sau, yêu cầu đầu gối vuông góc, hông vuông góc, căng đùi. Cái này tập cơ lõi đùi trước nhé, sức bền. Giữ ở đây, thở hết ra. Ba vòng tay, tay phải về trước, hít sâu, vòng. Mắt nhìn theo tay sau, thở hết đi. Hít vươn lên, thở ra, bạn nâng lên. Đấy, vòng 3, hít, thở ra. Lần cuối, hít lên. Rồi thở về đây. Rồi bạn kéo chân sau về. Đấy, đúng rồi. Ép vào, thở hết ra, thả lỏng vai, thả lỏng đỉnh đầu. Hít vươn lên, thở xoay hai mũi chân về. Đấy, lại về tư thế ban đầu. Rồi tay phải chống hông, tay trái vươn lên góc vuông, thở hết ra. Rồi hít đứng thẳng lên, thở, thả lỏng. Rồi hít hai tay sang ngang, thở đổi bên, chống hông. Nếu bạn cảm thấy nó to thì bạn đứng lại cho nó, miễn làm sao bạn cảm thấy thật vững nhé. Kéo dài lên, hít sâu, thở nghiêng ra. Hít góc vuông, xoay, rút bụng lại, thẳng hai chân, kéo dài, thở hết ra. Hít hạ hai tay xuống, thả lỏng cột sống, ép, thở, thả lỏng đỉnh đầu, tập trung cẳng. Hít nâng người lên, xoay mũi chân trái, xoay chân sau, kim tự tháp. Tay chống bằng chân, tiếp tục ép xuống, mềm người ra, thở hết đi. Rất căng nhé. Mặt sau này là dây thần kinh tọa đấy. Và cơ gân khoeo là nhóm cơ lớn. Rồi hít nâng người lên, tiếp tục chống gót chân, giữ thở. Giữ thở, thả lỏng vai. Rồi hít khuỵu đầu gối chân trước vuông góc, xài dài gót chân sau. Đấy, bạn phải điều chỉnh vuông. Cảm nhận hông và đùi, nâng lên, nâng lên. Đúng rồi. Tay trái hít sâu, thở vòng về đằng sau, mắt nhìn theo để tập cổ. Ba vòng, miết, hít lên, thở nâng đầu gối lên, siết cái đùi lại. Vòng 3, hít, thở ra. Rồi hít về đằng trước, thở đặt tay xuống. Rồi kéo chân sau về. Đấy, bạn đứng. Rồi ép xuống, thở hết ra. Hít vươn về đằng trước, xoay mũi chân, hai mũi chân, thả lỏng, thở hết ra. Tay trái chống hông, tay phải sát mang tay, kéo dài, thở. Rồi đứng thẳng lên, hít sâu, thở nghiêng ra. Hít hai tay sang ngang, thở vòng sau lưng. Bạn đứng cho nó vững nha, thu chân vào một chút cho nó thoải mái. Hít kéo cao lồng ngực, thở hết ra. Hít ép người xuống, góc vuông, thả lỏng, thở hết ra. Tiếp tục cúi đầu xuống, thả lỏng đỉnh đầu, thở hết ra. Rồi hít vươn lên, thở đặt tay xuống, hướng đỉnh đầu xuống đất, thở hết ra. Thư giãn đùi và khớp gối, khớp hông, lắc nhẹ cái cổ. Rồi bạn buông lòng tay, kéo lên rất chậm, rất chậm. Rồi hai tay lên vươn dài, hít sâu, nhún, nhảy, thở. Khi bạn nhảy là nó giải phóng năng lượng. Rồi bạn thả lỏng chân ạ. Bạn về đầu thảm, hai tay lên vươn dài, hít sâu, thở về cái kiềm, thả lỏng đỉnh đầu, thở hết ra.
hít chống tay vươn cằm, thở bước chân phải tấm ván. Cái tấm ván này rất dễ, người không bước đúng là bạn phải biết là đầu gối vuông góc này, giữ nguyên cái chân sau là đúng biên độ, rồi rút chân bằng hông, rút bụng lại, thở hết ra. Dồn người về trước, con rắn hít trượt đầy lồng ngực, rút cao lên, con rắn không đau lưng, thở hết ra. Rồi hít về em bé, kéo giãn, hai tay xuôi theo người, áp má phải xuống, thả lỏng thở. Rồi hai tay bạn đặt cạnh má lên kim cương, chụm chân lại, xếp tay, thả lỏng thở. Rồi từ từ bạn mở mắt ra, ngồi xuống, duỗi chân, về đầu mép thảm. Mình lưu ý các bạn nào mà đau lưng này, nghĩa là mình yếu những tư thế nâng cao là mình xem thôi, mình không được trải nghiệm nhé, không được quá sức đâu. Ngồi chơi nghỉ tí tập những tư thế dễ, còn để cho các bạn tập lâu là các bạn có cơ hội để nâng cao. À, rồi đập cái chân, rồi vỗ. Bạn phải tập được khi nào bạn nắm rất là chắc kỹ thuật và nâng cao, bạn hãy trải nghiệm nhé. Rồi hai tay ôm vai, cuộn lưng nằm xuống rất chậm. Rồi ngửa lòng bàn tay ra về tư thế xác chết. Ai có cột tóc thì mình tháo nhé, đừng nằm lên cái búi tóc. Ngửa lòng bàn tay, hít vào, thở đầy khí xuống chân, hít hai, thở ra thật chậm, hít ba, thở ra. À, bạn chụm chân lại, hai tay sang ngang. Cái này hôm nay hơi khác này, bạn quan sát nhá. Bạn co gối lên này, chụm chân lại. Hít sâu, lăn hai đầu gối sang bên trái. Thở vẫn miết này, miết cái chân ở dưới này. Thả lỏng đá về phía tay, thở hết ra ngoài. Hít gập hai đầu gối lại. Thở về giữa rất chậm, thở hết ra. Hít sang phải. Thở miết cái chân về phía tay, quay mặt, thở. Hít gập hai chân, thở về giữa, bạn cứ thong thả từng nhịp một. Hít sang phải, sang trái, thở đá chân về phía tay, đúng rồi, thả lỏng nhé. Hít gập hai chân, thở về giữa, giúp cột sống mềm dẻo nhé. Hít sang phải, thở miết đá chân về phía tay. Hít gập hai gối, thở về giữa. Hít đổi chiều, thở đá chân lên, trong tư thế thả lỏng này, thả lỏng. Rồi hít gập hai chân lại, thở về giữa. Hít lần cuối, thở đá chân. Hít về, thở chống chân. Hai tay sau đầu, hít nâng chân phải lên. Thở tiếp tục chân trái. Hít ép lên, thở, giữ ở đây, thở. Hít nằm, hai tay đặt xuôi theo người, tổ hợp cái cải. Các bạn nào mới chưa biết thì quan sát, hít sâu, đẩy, đỡ cái lưng bạn phải dồn người, dồn, ấn. Ví dụ như ai mà bị giáp trạng nó sẽ nghẹn nhá. Đấy.
hoặc chống chân, thở, đỡ vào lưng, thu củi chỏ vào. Ảo lên cây nến, hít sâu, thở, tay bạn đỡ đấy, lưng giống như cái bệ đỡ ấy, đẩy này. Đấy. Mông về trước mặt, chân ra sau, thả lỏng vai, đấy. Mắt nhìn ngón chân, thở hết ra, đẩy này, đấy. Thả mềm đầu gối xuống trán. Nhớ là giáp chạm thoát ra nha. Đấy. Cấp độ cao. Đỡ nơi đây. Về cái cài, thở hết ra. Rồi thả. Thấm lưng hướng thật chậm. Thấm rất chậm. Đấy. Thả ra thở hết. Trả lưng luôn cái tay người cá, cái tay dưới đất nha, đặt dưới mông, thu củi chỏ vào, dùng củi chỏ này, nâng ngược lên, rồi chống đỉnh đầu xuống, thả lỏng vào đây, thả lỏng thở, thả lỏng. Cái con cá này đẹp da đẹp ngực nhé, trượt gáy xuống rất chậm. Đấy, cái lưng thở ra. Rồi, bạn tháo tay, co chân này, tháo tay. Rồi, tiếp tục trả lưng, chân phải vắt lên bàn chân trái, ôm. Thả lỏng. Hít vào. Thở ra. Hít hai. Thở. Hít ba. Thở hết. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Đổi bên. Buông lỏng. Hít vào. Thở. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết. Hai bàn chân bằng nhau, duỗi hai chân ra. Thả lỏng thở. Thả lỏng thở. Đấy, lắc lắc. Nâng vai lên. Thả lỏng thở. Bạn buông lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy tập trung tâm trí vào hai lòng bàn tay. Cảm nhận hai lòng bàn tay thật ấm. Rất ấm. Hơi từ từ bạn động đậy 10 đầu ngón chân, động đậy 10 đầu ngón tay. Từ từ chụm hai chân lại, đan hai tay trên đầu, kéo dài người ra, hít một hơi thật sâu. Thở thả lỏng. Rồi bạn co hai gối lại, hít sâu, nằm co sang phải. Đây là mình nằm đây cho các bạn dễ nhìn thôi. Mình nằm sang bên phải à. Chống vai thở. Chống tay ngồi dậy.
khoanh chân thẳng lưng. Đấy, xếp ngón tay lại, thả lỏng, đôi mắt khép nhẹ, buông lỏng toàn bộ cơ thể. Bạn thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng cột sống, thả lỏng thắt lưng, thả lỏng đôi chân. Thả lỏng trán. Thả lỏng tâm trí. Thư giãn hơi thở. Thả lỏng hai chân lông mày. Thả lỏng hai hốc mắt. Thả lỏng gương mặt. Thả lỏng đôi gò má. Thả lỏng khóe miệng. Tách nhẹ đôi môi. Cảm nhận đôi môi đang mỉm cười. Gương mặt trở nên bình an và hạnh phúc. Tâm trí trở nên bình yên và tĩnh lặng. Không còn căng thẳng nữa. Không còn mệt mỏi nữa. Buông hết xuống, thở đi thật nhẹ. Rất nhẹ. Từ từ bạn chắp hai tay trước ngực. Cúi xuống thật chậm, thở hết ra. Bạn thả lỏng thắt lưng. Thả lỏng đôi vai. Thả lỏng đỉnh đầu. Rồi, xin cảm ơn bạn. Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng. Rồi, những bạn mới hãy bấm một nút đăng ký vào hình quả chuông để khi nào mà Hằng đăng bài lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo và biết. Còn những người cũ, nếu mà thấy bài tập của Hằng có ý nghĩa thì hãy chia sẻ thật là nhiều cho nhiều người biết đến để cùng nhau luyện tập. Còn các bạn mà nhận được những giá trị gì bài tập của Hằng, hãy comment xuống dưới, hãy động viên, cổ vũ tinh thần cho Hằng để Hằng có thêm nhiều năng lực, nhiều sự sáng tạo để làm bài cho các bạn. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.